Cuộc chiến trong bếp. Chị cả thật là xinh đẹp, xinh hơn bọn em nhiều. Ừ nhỉ, tại sao chị ấy lại xinh hơn anh em mình hả anh hai? Dốt, thế mà cũng hỏi hả? Vì chị ấy là con gái chứ sao? Em biết rồi. Sao lại đánh bé Út thế hả? Có thích chị đánh em không? Em sai rồi. Nhớ đấy, lần sau còn quen tay đánh em thì biết tay chị. Được rồi, chúng ta đi chơi với các bạn thôi. Vâng. Ai thế nhỉ? Sao trông bác ấy vừa xấu xí, vừa dữ dằn thế kia? Nhìn chẳng đẹp chút nào cả. À, bác Mùi Nhùi ấy mà. Hôm trước, bác ấy có sang thăm bố mẹ tớ đây. Đây là lần đầu tiên tớ thấy bác ấy. Sao bác ấy lại xấu xí thế nhỉ? Ờ, hình như từ nhỏ bác ấy đã như thế rồi. Nhìn bác ấy lù đù ốm yếu quá nhỉ, chẳng to khỏe bằng tớ. Thế cậu có biết bác ấy làm gì trong căn bếp này không? Tớ cũng không biết nữa. Các cháu tụ tập chơi đùa ngoài này mà không về nhà giúp đỡ mọi người chuẩn bị bữa tối hả? Thôi, mau về nhà đi, chơi bên ngoài vào buổi tối rất dễ gặp kẻ xấu, nguy hiểm lắm. Vâng, chúng cháu biết rồi ạ. Bác Bùi Nhùi rất tốt bụng, vui tính, chứ không đáng sợ như các con tưởng đâu. Không đâu mẹ ơi, bác ấy nhìn vừa xấu xí, vừa hung dữ, con sợ lắm. Không biết bác ấy có nhiệm vụ gì trong căn bếp ạ? Bác ấy rất quan trọng trong căn bếp của chúng ta. Thôi, mẹ phải làm việc rồi. Để lần sau mẹ kể chuyện bác ấy cho các con nghe nhé. Cái bác Bùi Nhùi đó, vừa xấu lại vừa nhát gan. Đi chơi buổi tối thì có gì đâu chứ, chẳng lẽ bác ấy sợ ma? Đúng vậy, chị chẳng sợ ma chút nào cả. Hay là chúng ta ra ngoài chơi tiếp đi. Được, nếu ma xuất hiện, anh sẽ ký vào đầu nó. Đi nào. Trời tối rồi. Hay là chúng ta về thôi. Chị bắt đầu thấy sợ rồi. Chị sợ ma cái gì chứ? Thế mà vừa nãy dám nói cứng cơ đấy. Láo, chị mà sợ ma hả? Hay, lại cậy lớn đánh em. Em mách mẹ cho mà xem. Chị sợ cái khác cơ. Về nhà đi, chơi đùa buổi tối rất dễ gặp kẻ xấu, nguy hiểm lắm. Chị nhát gan quá, làm gì có kẻ xấu nào trong gian bếp này chứ. Ai thế nhỉ? Chào ba chị em giải chén. Xin tự giới thiệu, ta là đại ca vi khuẩn. Còn tên này là vết bẩn, đàn em của ta. Lão, tao là đàn em của mày từ bao giờ? Cậy to sát bắt nạt tôi hả? Tôi nhịn ông từ lâu rồi nhé. Hôm nay tôi sẽ quyết đấu với ông để xem ai là đại ca. Đâu thì đâu, tao sợ mày hả? Không phân thắng bại. À, bọn tao là kẻ xấu. Là kẻ xấu xa đấy, có sợ không hả? Chú xấu xa ơi, tha cho bọn cháu đi. Giờ mới biết sợ hả? Muộn rồi các cháu ơi. Đau quá, bận quá. Dừng lại, đừng có bắt nạt bọn nhỏ. Hai thằng vết bẩn và vi khuẩn, hôm nay thì chúng mày có chạy đằng trời. Ôi, Bùi Nhùi cầm xà phòng kìa, chạy mau mày ơi. Không ngờ bác Bùi Nhùi lại dũng mãnh như thế. Chết tao rồi, chạy mau, chạy mau. Bác ấy đâu có lù đù ốm yếu, bác ấy khỏe hơn em nhiều. Bác ấy xấu, nhưng mấy tên đầu gấu lại sợ chạy cắm đầu. Các cháu có sao không? Chúng cháu cảm ơn bác, chúng cháu không sao ạ. Chúng cháu cảm ơn bác ạ. Bây giờ thì chúng cháu đã biết nhiệm vụ của bác trong căn bếp này rồi. Vậy chúng ta chính thức làm quen nhé. Giờ thì các cháu mau về nhà đi, kẻo gặp kẻ xấu đấy. Dạ, vâng thưa bác. Bức ảnh gia đình. Dạ, 8 giờ ngài có cuộc họp với hội đồng. 11 giờ dùng bữa trưa với đối tác. Buổi chiều gặp kỹ sư trưởng. Chuyến bay Sài Gòn lúc 9 giờ tối ạ.
tài liệu đối tác trong Sài Gòn đâu? Dạ đây ạ. Dạ thưa ngài, mẹ ngài đang ở đường dây số 3 ạ. Cô bảo mẹ tôi là tôi đang trong phòng họp, có gì hãy gửi lại lời nhắn. Cảm ơn anh, hy vọng kế hoạch lần này sẽ đem lại những bước chuyển biến mới. Vâng, cảm ơn ngài, tôi sẽ nộp kế hoạch vào cuối tuần. Chào anh. Có chuyện gì vậy? Mẹ ngài nói khi nào ngày họp xong thì gọi cho bà. Có việc gấp ạ? Được, tôi biết rồi. Con à. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ biết con không thích nghe điện thoại riêng tư trong giờ làm việc mà. Con lúc nào không phải là giờ làm việc đâu. Con có nhớ ngày mai là ngày gì không? Thôi, con không cần hỏi thư ký đâu. Mai là ngày sinh nhật của bố con đấy. À, phải rồi. Mẹ ơi, ngày mai con phải đi Sài Gòn công tác. Mẹ hãy làm như mọi năm, hãy mua cho bố một món quà giúp con nhé. Đã rất lâu rồi bố mẹ không được gặp con. Con biết, nhưng mẹ hãy hiểu cho con, kế hoạch lần này rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của con. Mẹ hiểu, con cố gắng vì cả gia đình chúng ta, để bố mẹ có cuộc sống tốt hơn. Ừ, mẹ hiểu. Con cảm ơn mẹ. Alo. Bố. Bố, có chuyện gì vậy ạ? Ông ấy bị tai biến. Bác sĩ nói giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua, nhưng vẫn phải chờ ông ấy tỉnh lại mới xác định được. Thật ra ông ấy đang trên đường ra bưu điện để gửi cho con thì gặp tai biến. Album ảnh gia đình mình đây mà, sao bố lại muốn đưa cho con? Thử xem nào. Ừ, vừa như in. Nhưng con lấy đâu ra tiền để mua quà cho bố? Con đi cắt cỏ cho bác Ninh. Bác ấy đã cho con để mua kem, nhưng con tiết kiệm lại. Cứ đi chiếc ủng này mãi, chắc chân bố sẽ trắng giống chân mấy cô con gái mất thôi. Nhưng bố sẽ không lo dẫm phải vỏ chai nữa. Hai bố con cứ nói về cái ủng mãi thì cơm canh sẽ nguội mất thôi. Hôm nay mẹ mới làm món gà rán như ngoài tiệm đó con. Tha cá. Ừ, đúng vậy. Thì ra bố muốn gửi cho con quyển album này để nói với con rằng con làm việc vì hạnh phúc gia đình. Nhưng gia đình không thể hạnh phúc nếu thiếu bóng dáng của con. Thiếu con, cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ có thể tốt hơn. Thưa ngài, ngài còn cuộc hẹn chiều nay và tối nay ạ? Cô hãy hủy lịch chiều nay và ngày mai giúp tôi đi. Dạ, hủy ạ? Sao vậy sếp? Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi chưa nghỉ phép. Có lẽ tôi cần một chuyến câu cá và một bữa tiệc sinh nhật đúng điệu, dù hơi muộn.
Vâng ạ. Ga tàu kỳ lạ. Hạ Vi là một cây viết trẻ. Cô ấp ủ ý tưởng một cuốn tiểu thuyết dài tập đã từ rất lâu. Vi bỏ nhiều tâm sức và thời gian viết bản thảo, gửi tới các nhà xuất bản nhưng gặp nhiều trắc trở. Lần thứ tư mình bị nhà xuất bản này từ chối rồi. Nhưng biết đâu bên nhà xuất bản Hoa Mai và mấy nhà sách nữa tình hình sẽ khác. Vi này, cháu theo đuổi tiểu thuyết này cũng đã lâu rồi nhỉ? Dạ, cũng gần 5 năm ạ. Bản thảo lần này của cháu... Để in sách xuất bản thì bản thảo của cháu vẫn còn thiếu nhiều. Bác e là cháu cần thêm rất nhiều thời gian nữa. Cháu có nghĩ với từng ấy thời gian bỏ ra cho việc viết tiểu thuyết của cháu thì cháu đã có thể theo đuổi những việc khác. Chứ cứ như bây giờ thì... Dạ, cháu... cháu... Ồ, bác xin lỗi nếu có hơi quá lời. Nhưng bản thảo lần này của cháu bác vẫn không thể nhận được. Dạ. Với từng ấy thời gian bỏ ra cho việc viết tiểu thuyết của cháu thì cháu đã có thể theo đuổi những việc khác. Chứ cứ như bây giờ thì... Mình đã lãng phí quá nhiều thời gian vô ích trong cuộc đời cho cuốn tiểu thuyết. Có lẽ mình nên từ bỏ giấc mơ này. Trời, ga số 99 là ga nào? Lạ quá. Chắc đang mơ mà ngủ. Thấy người ta xuống, mình cũng xuống theo đây mà. Nhưng làm gì có ai... Chắc là trò đùa của mấy nhân viên trực. Thế cũng tốt, mình đang chẳng muốn về chút nào cả. Đi thăm thú thị trấn này xem sao. Không ngờ ở đây lại có hiệu sách lớn thế này. Chào cô gái trẻ, cô muốn tìm sách gì nhỉ? Dạ, cảm ơn bác. Bác cứ để cháu tự tìm ạ. Cô muốn tìm sách văn học, khoa học hay là viễn tưởng, y khoa gì á thì cứ bảo tôi. Chứ ở đây có rất nhiều đầu sách của các tác giả trên toàn thế giới. Tôi e là khó tìm đấy. Ừ, nhiều sách thế cơ ạ. Cháu đang tìm mấy cuốn cũ, xuất bản lâu rồi của nhà văn Martin. Mà trên thành phố không tìm được. Liệu bác có không ạ? Thế thì không có rồi. Ở đây chúng tôi chỉ bán những sách chưa viết, chưa xuất bản thôi. Bác nói sao cơ ạ? Sách chưa viết, chưa xuất bản? Đúng rồi. Dạ, thế vậy, bác có tác phẩm của nhà văn Nguyễn Hạ Vi, Bút danh là Ngọt không ạ? Ồ, có đấy. Vừa mới ra tuyển tập gồm 18 cuốn của nhà văn này. Thật thế ư? Bác cho cháu xem qua được không ạ? Tác giả đó là cô đúng không? Dạ, chính là cháu. Bác, sao bác lại biết ạ? Có gì đâu, ai mà quan tâm đến tác phẩm chưa xuất bản nếu không phải là tác giả chứ. Nhưng hơi phiền cô một chút nha, ở đây chúng tôi chỉ giao hàng khi khách đã thanh toán đầy đủ thôi. Vậy giá tuyển tập là bao nhiêu ạ? Tôi cũng lưu ý là hàng đã mua rồi thì không được trả lại hay đòi bù gì nhé. Vâng, giá cả thế nào hả bác? 30 năm. Dạ, thế là sao ạ? Năm gì thưa bác? Đó là những năm sống của cô, bớt đi 30 năm cuộc đời mình. Và cô sẽ có trong tay tập 18 cuốn gồm cả tiểu thuyết, thơ, văn, kịch. Cũng xin đảm bảo với cô là các tác phẩm đều có trình độ nghệ thuật rất cao. Bác nói gì cơ? Giá tuyển tập ấy là những năm sống của cháu? Trời đất, sao lại có cái định giá như vậy? Hơn nữa, 30 năm nữa, cháu đã gần 60, trở thành một bà lão lẩm cẩm rồi. Cô cứ quá lời. Đổi lại cô sẽ được nổi tiếng như cồn. Sách của cô sẽ được dịch ra các thứ tiếng. Tôi thấy 30 năm là cái giá rất phải chăng đấy chứ. Đổi đi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp để bỗng dưng già lão và nổi tiếng ư? Không, trong 30 năm cháu sẽ tự viết tuyển tập ấy. Khó đây, có thể là chẳng bao giờ làm được. Tại sao chứ? Bởi rất nhiều thứ sẽ ngăn cản cô. Cô sẽ phải lao đầu vào công việc mà chẳng thể đảm bảo thành công. Chính cô đã kêu than lãng phí thời gian mà không mang lại gì đúng không? Dạ, sao bác biết được? Cô cứ mua bán với tôi cho chắc đi. Cô mất gì nào? Mất mấy chục năm lao động khốn khổ, nỗi chán chường, thất vọng cho những thời gian hao phí. Đổi lại, cô có được sự nổi tiếng, sự thanh thản, mọi thứ mà con người ta mơ ước. Dạ, thưa bác, cháu hơi mạn phép xin hỏi bác, có người nào đồng ý mua sách của bác chưa ạ? Tiếc là cũng hiếm. Cái khổ của con người là quá tự tin vào mình.
Nếu họ chịu mua sách của chúng tôi thì... Đấy, cô xem. Bộ sách này là của một nhà thơ tài năng hiếm có, nhưng anh ta đã lao vào rượu chè, say sưa. Còn kia là bộ 10 tập khác của anh nhà văn có cô vợ cho rằng anh ta đang phí thời gian sáng tác vô bổ. Những lời cự nữ liên miên làm anh ta không sao cất bút. Cô biết không, người tài chịu nhiều cám dỗ, thường thì không đạt tới một nửa những gì mình vươn tới. Vì vậy, chúng tôi muốn thời gian sẽ tự biến thành tác phẩm văn nghệ. Người tài sẽ có tác phẩm với tài năng. Cô nên suy nghĩ thêm về cuộc mua bán này nha. Cháu cảm ơn bác, cháu sẽ suy nghĩ. Cháu xin phép đi thăm thú một chút. Xem ra thị trấn này rất kỳ lạ. Thị trấn này nói kỳ lạ cũng đúng, nhưng phải nói là hoàn hảo thì chuẩn hơn. Và để xóa sổ những sai lầm xuẩn ngốc ảnh hưởng đến sự hoàn hảo lý tưởng, ở đây chúng tôi cũng có nhiều dịch vụ đi kèm lắm, như là hôn nhân lý giải, gia đình kiểu mẫu. Vâng, cháu cảm ơn bác. Cô cứ việc đi thăm thú, giá cả đều tính bằng năm đấy. Xem ra đây đúng là thị trấn của một sự hoàn hảo, như ông chủ hiệu sách nói. Họ làm những gì ở đây vậy? Chào chị, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ chị. Mời chị vào trong ạ. Chẳng hay ở đây phục vụ những gì? Dạ thưa chị, chúng tôi tổ chức những đám cưới lý tưởng. Bằng cách nào? Chúng tôi sẽ dựa trên quan niệm của chị về một người chồng lý tưởng để chọn cho chị một người đúng mẫu. Giá dịch vụ chỉ 10 năm, trong khi thời gian bảo hành lên tới 50 năm. Nếu người chồng không đáp ứng những điều kiện của chị có thể chọn người khác thay thế. Cô nói gì? Người bạn đời mà cô nói thay như bẩn vậy? Và gì cơ? Giá dịch vụ lại là 10 năm cuộc đời của tôi. À, trường hợp rủi ro rất ít xảy ra. Hơn nữa chỉ mất đi chục năm cuộc đời mà có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, không lãng phí thời gian tìm kiếm, hẹn hò rồi cãi vã. Xin lỗi, nhưng tôi không cần cái hạnh phúc ấy đâu. Xin tạm biệt quý khách. Trời ơi, làm sao thoát ra khỏi cái thế giới giả tạo này, nơi người ta làm mọi thứ để không cho ta sống thật, không sai lầm, không có chỗ cho bất ngờ, may rủi. Không chỉ tuyển tập sách kia, mà cả cuộc đời mình sẽ được sắp đặt đúng như một người máy. Không, mình không muốn. Dù mất cả cuộc đời để trở về cuộc sống bình thường với thành công, thất bại, rủi ro, vui buồn, mình cũng phải về. Không, mình phải về nhà. Cháu ngủ say thật đấy. Thấy cháu ngủ suốt từ lúc bà lên tàu, mà hình như cháu có chuyện gì phải suy nghĩ. Bà thấy gương mặt cháu đầy căng thẳng. Dạ cháu, đúng là cháu có chút chuyện bà. 30 năm. Dạ, thấy là sao ạ? Năm gì thưa bác? Dạ, thưa bác, cháu hơi mạn phép xin hỏi bác, có người nào đồng ý mua sách của bác chưa ạ? Thị trấn này nói kỳ lạ cũng đúng, nhưng phải nói là hoàn hảo thì chuẩn hơn. Và để xóa sổ những sai lầm xuẩn ngốc ảnh hưởng đến sự hoàn hảo lý tưởng, ở đây chúng tôi cũng có nhiều dịch vụ đi kèm lắm, như là hôn nhân lý giải, gia đình kiểu mẫu. Chẳng hay ở đây phục vụ những gì? Xin lỗi, nhưng tôi không cần cái hạnh phúc ấy đâu. Thì ra chỉ là một giấc mơ, một nơi chốn của sự hoàn hảo lạ lẫm. Mình sai rồi, không có chuyện mình đã lãng phí thời gian vô ích. Những năm tháng qua dù còn nhiều khó khăn hay thất bại, thì mình đều đã sống, tự mình trải nghiệm từng giây phút trong đời. Nhất định mình sẽ không từ bỏ và tiếp tục cố gắng. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, chỉ cần có thời gian và sự nỗ lực cháu ạ. Cháu hiểu bà, cháu cảm ơn bà. Bà ơi, cháu là Hạ Vi, nhà văn trẻ bà. Cháu sẽ sớm ra sách, bà nhớ tìm đọc ủng hộ cháu bà nhé. Được, bà rất thích sách của các cây viết trẻ bây giờ. Bà cũng đang đọc qua một cuốn đây, cách viết mới mẻ mà vấn đề cảm xúc. Hạ Vi à, bà sẽ tìm sách của cháu. Những lời bình phẩm. Năm nay không biết mùa màng có bội thu không, chứ như năm ngoái thì nhà tôi chết đói các ông ạ. Đúng vậy, năm nay mà mất mùa thì nhà tôi chỉ còn nước ra đường ăn xin thôi. Mà này, các ông có biết chuyện gì về ông Mão mới đến ở làng ta kia chưa? Chuyện gì vậy? Hôm trước lúc tôi đi chợ chiều, tôi vô tình nhìn thấy ông Mão kia đứng ở quầy bánh bao nhà bà Hạt, đang nhét bánh vào trong túi ông ấy đấy. Thật vậy sao? Thật chứ.
Tôi nghĩ ông ấy là một tên trộm lành nghề rồi ấy chứ. Hơn nữa, nhìn ông ấy xem, dáng vẻ lù khù, lúc nào cũng lầm lì như thế kia, có nói chuyện gì với ai bao giờ đâu. Đã thế, từ lần ông ta chuyển đến sống ở làng mình, tôi để ý thấy quần áo phơi hay bị mất lắm, nhưng vì không có chứng cứ nên tôi không có nói được. Ông ấy chỉ ít nói thôi, chứ tôi nghĩ ông ấy cũng không đến nỗi xấu tính trộm vặt như thế đâu. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Các ông cứ ngồi đó mà chờ, cái kim trong bọc lâu ngày thế nào cũng lòi ra mà. Ôi, trộm, trộm, nhà tôi có trộm. Cái gì, trộm à? Ôi, tiền của tôi, tôi phải làm sao đi? Bẩm quan, xin quan minh xét giùm con mới đi chợ về, vừa mở cửa ra thì thấy đồ đạc bị đảo lộn như vậy. Con vội vào buồng á thì phát hiện tiền để trong ngăn tủ đã bị mất hết. Từ giờ con biết sống sao đi? Này chị có thấy ai khả nghi lảng vảng quanh nhà chị không? Con ở trong nhà suốt, ít khi ra ngoài nên cũng không có để ý. Đây, tôi đã nói mà hai ông không có tin. Tôi cam đoan vụ này là do ông Mão nhà cuối làng mà. Cái gì? Ông Mão ư? Nhưng... Này nha, chính mắt tôi nhìn thấy ông ấy ăn cắp vặt. Hơn nữa, mấy hôm nay ông ấy cứ lảng vảng khắp nơi. Có khi để dò xét xem nhà ai sơ hở gì là ông ấy lấy trộm ấy chứ. Lần nào đi ra ngoài, ông ấy cũng vác theo cái túi vải, chắc chắn là để đồ trộm cắp vào rồi. Ông ấy, chính ông ấy là cái trộm đấy. Này, ông kia, những lời ông nói có thật không đó? Ừ, dạ, đúng là như vậy thưa quan. Người đâu, cho triệu ông Mão vào công đường. Thưa quan, như tôi đã nói, vào lúc nhà cô Bân bị trộm, tôi đang đi bới khoai ngoài đồng cùng với ông Dậu. Không tin, quan cứ hỏi ông Dậu đang đứng ngoài kia xem. Dạ bẩm quan, đúng là như vậy ạ. À? Đúng rồi, tôi đi cày cũng thấy ông ta ở đó suốt buổi. Ừ, tôi cũng thấy mà. Tôi có làm gì đâu mà ông đi nói với mọi người là tôi là kẻ trộm chứ. Thì đúng là như vậy mà. Trật tự, ông Dần, theo như ta điều tra, ta đã có cơ sở để khẳng định ông Mão đây không phải là kẻ trộm đồ của nhà cô Bân. Ông ấy đã có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Hơn nữa, cái túi vải mà ông ấy hay mang là đựng khoai ông ấy bới được ở những ruộng khoai đã thu hoạch. Thưa quan, ông Dần đây đã vu khống, nói xấu tôi khắp làng. Tôi muốn kiện ông ta, xin quan hãy đòi lại công bằng cho tôi. Cái gì? Kiện tôi sao? Tôi có làm gì đâu mà kiện tôi chứ. Ông đi nói với tất cả mọi người trong làng, tôi là kẻ trộm, làm ai cũng xa lánh tôi. Đó không phải là tội vu khống thì là gì? Đó chỉ là những suy đoán của tôi thôi. Đã làm tổn hại đến ông chưa? Ông có bị sao đâu? Trật tự, công đường không phải là nơi để cãi nhau. Trước mắt ta sẽ tiếp nhận đơn kiện của ông Mão. Tuy nhiên, giờ ta có vụ án gấp, cần phải đi. Hai ông cứ về nhà, ngày mai hãy tới gặp ta. Còn riêng với ông Dần, giờ ta có việc giao cho ông đây. Ông hãy viết tất cả những gì ông đã nói về người hàng xóm của mình vào tờ giấy này. Cắt tờ giấy đó ra làm nhiều mảnh nhỏ. Trên đường đi về, thi thoảng ông hãy lấy một ít ra và rải khắp lối về. Ngày mai, hai ông sẽ gặp lại ta tại công đường này. Viết tất cả ư? Sao tự dưng quan lại bảo mình làm vậy nhỉ? Sao rồi, qua một đêm suy nghĩ, ông Mão vẫn quyết định kiện ông Dần ư? Đúng vậy, tôi vẫn sẽ kiện ông ấy đến cùng. Được rồi, còn ông Dần, ngày hôm qua, ông có làm như ta yêu cầu không? Dạ tất nhiên rồi thưa quan. Tốt, vậy trước khi đưa ra phán xử, ta muốn ông đi nhặt lại những mảnh giấy vụn mà ông đã ném đi ngày hôm qua về đây. Cái gì? Bẩm quan, tôi không thể. Những mảnh giấy ấy bay khắp nơi, tôi không biết phải nhặt chúng ở đâu cho hết được. Thật không thể nhặt lại được à? Thật vậy thưa quan, chúng theo gió bay đi rồi, làm sao tôi có thể nhặt lại được chứ? Đúng, theo gió bay đi rồi, không thể lấy lại được nữa. Điều này giống như những lời bình phẩm đánh giá sai của ông về ông Mão, có thể làm tổn hại đến danh dự của ông ấy, mà không có gì có thể lấy lại được. Dạ. Nếu ông không thể nói được những điều gì tốt đẹp về ai đó, thì tốt nhất là không nên nói gì cả. Ông có biết rằng xì xào và phỏng đoán nói xấu người khác còn tệ hơn là ăn trộm, vì nó đánh cắp của người khác danh dự, danh tiếng và lòng tự trọng của người khác không? Còn ông Mão,
cũng chỉ vì tính ông ít nói, ít giao du với mọi người, dễ khiến người khác hiểu lầm rồi phỏng đoán này nọ. Ta nghĩ ngoài ông Dần thì ông cũng cần phải thay đổi, nên sống gần gũi và thân thiện hơn nữa với mọi người. Lúc đó, mọi người sẽ hiểu về con người ông thôi. Bẩm quan, tôi hiểu rồi. Tôi xin được rút lại đơn kiện. Dù sao thì ông Mão cũng hiểu ra và hối lỗi rồi. Cảm ơn ông. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.